Đây là em vẫn được mã số 5 nha. Được ôi ôi, đây hỏng rồi hỏng. Đó. Em này mới 3 tháng tuổi hơn xíu ơi. Ồ, thấy chuột rồi. Đó, nó vờn ghê. Bây giờ mình sẽ làm một phép thử cho bạn xem nha. Mình sẽ thả xích ra luôn. Mình sẽ thả xích ra. Cái chuột chạy. Cho bạn xem. Đây mình để tính công tâm nha. Mình sẽ chuẩn bị thả ra với lại mình nối dây dài ra. Thì mong các bạn thông cảm. Ở đây thì chuột ở đây bẫy khó lắm. Thì chó ở đây nó thập thích chuột cái rắn rồi. Cho nên nó rất là khó để tìm một con. Thì mình sẽ thả cho em mã số 05 và đực. Các bạn cái em này nó tấn công như nào thì cái việc mà mình xích lại là để giữ chân nó thôi. Chứ bình thường á mà mấy con chuột ở đây á không thể nào đâu, tại diện tích mình lớn lắm. Chó cực kỳ nhanh. Thì để một công tâm để mình nối dây thật là dài ra nha. Đó. Dài thật dài. Anh nói mình đi dài. Từ dí à? Buông dây ra anh, cho chuột chạy anh. Buông dây luôn. Mã số 05 nha. Đó, con chuột đang tấn công rồi đó. Con chuột cắn rồi kìa. Cắn mặt lại. Con này mới 3 tháng thôi. Rồi nó cắn lên má con chó nữa thấy không? Nó đang bị tác động bên chó khác. Không sao, tại nó quất này nằm êm rồi. Chó nó thích vờn. Đó, này mới cho con thôi. Gặp cho lớn hơn là nó cắn một cái nó giật ngay chết liền. Nhờ, nó vờn. Rồi đó tiêu rồi. Khi mà không vờn nữa là nó chỉ cần cắn đó nó giật là xong. Đây con vịt đực mà số 05 nha. Con này nãy cũng làm hết con rồi. Nó tưởng con chuột còn sống không? Nó chạy nó quất lại đó. Thực ra là con chuột là bị quặm rồi. Nãy nó khi mà nó cắn vô một cái là con chuột gần chết rồi. Nhưng mà cái nhát hai chí mạng mà khi mà nó cắn lên nữa nó giật á, thì nó giật là con chuột chết liền, gãy xương. Đó, nó không phải ăn nha, mà nó dạng như là sao? Nó giết xong để nó vờn. Nó vặt nó tưởng còn sống rồi. Đây bên được mã số 05 của chạy chó Phú Quốc Sài Gòn. Ở bên chạy chó của chạy chó Phú Quốc Sài Gòn thì do mình nuôi nó dạng bán hoang dã, dạng chuồng trại lớn á, cho nên bản năng nó cao lắm. Chạy buông đi anh. Anh để gì nó tưởng còn sống á, nó hành con ta dữ lắm. Chó mà hành thôi lại luôn. Thôi cho nó vô xích lại đi anh.
Đó, có tiếng men kìa. Trời. Nhiều bạn cứ nói ủa nó hung vậy rồi lỡ cho nó vô chuồng đi nè. Nói lỡ nó hung với người sao nó không có nha. Mà thấy không, nãy khi mình kêu lại là sao cúi đầu xuống đàng hoàng. Trời ơi, hai con kia rồi xong luôn. Đây một con chuột khác. Em này em tha rồi. Đây con này là mình chuyên gia mình bỏ ngoài vườn. Con này nhát lắm, nó nhát người lắm nhưng mà cực kỳ thính với lại mà rắn với lại mấy cái chuột làm mẹ. Rồi nếu mà các bạn có nhu cầu á, thì cứ liên hệ số điện thoại là 0989 356 396 hoặc là ghé tới trực tiếp chạy, thì việc ghé thì không đặt nặng yếu tố là mua bán nha, các bạn tham quan cũng được không sao cả. Cứ tới đây cái đây nhà hàng mà sân vườn cà phê mà bạn tới cà phê tham quan chó cũng được. Chứ nhiều lúc tới đây mà không mua được con nào cũng không sao. Còn trên Facebook của mình á, thì mấy bạn mà bấm chạy chó Phú Quốc Sài Gòn sẽ thấy được cái chạy của mình. Rồi xin chào, xin chào quý anh em nha. Cứ like và subscribe cái trang của mình để xem được những chi tiết mấy con này nó cái độ mà săn bắt nó như thế nào. Mình thử lần sau mình sẽ làm một cái khu vực riêng để thả cho nó chạy luôn, chạy săn bắt luôn. Lần tới sẽ cố gắng tìm những con rắn để cho nó thử, cho mấy bạn thấy được sự khác biệt của giống chó bản địa dần quý khuyển này.